Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Kiến thức tổng quát của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của luật sư Vi Phạm Hoc, luật sư chuyên về di trú, luật sư có văn phòng tại vùng East San Diego của chúng ta, sẽ đến đây để chia sẻ với quý vị những cái đề tài liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước hết, Vân Anh xin chào luật sư Vi. Chào chị Vân Anh, với là chào khán giả ở VNTV San Diego. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình chi tiết ngày hôm nay với những cái đề tài mà quý vị khán thính giả rất là quan tâm, thì Vi ơi, Vi có thể cho Vân Anh cũng như quý vị khán thính giả được biết đó là Vi sanh ở Hoa Kỳ hay là Vi định cư theo gia đình định cư qua Hoa Kỳ với cái diện nào? Dạ thưa chị Văn Anh thì gia đình em qua bên này đi vượt biên. Em dạ thì vì ba em với là hai người anh một người chị thì đi trước, rồi mẹ em với em thì đi sau, cũng là đi vượt biên luôn. Em đi qua này hồi em khoảng 9 tuổi. Vì thấy luật sư Vi sang đây 9 tuổi, và đương nhiên là luật sư Vi được đi học ở đây từ tiểu học, trung học, đại học và đi vào trường luật khoa để trở thành một vị luật sư rất là professional, rất là chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ, mà nói tiếng Việt rất là giỏi phải không quý vị? Vi học tiếng Việt ở nhà hay là có tìm hiểu thêm hay là có đi học ở trường Việt ngữ hay như thế nào không Vi? Hồi em còn nhỏ nữa thì ba mẹ em có cho em vào Việt ngữ, nhưng mà trường nào vậy? Em không biết nữa. Em không quên. Nhớ em quên mất rồi. Nhưng mà hồi còn nhỏ nó thì ba mẹ em ở nhà đó là không có cho nói tiếng Anh, thì là chỉ có cho tiếng Việt thôi, tại vì ba mẹ em sợ mất gốc. Đúng rồi. Dạ, cho nên mấy anh em chị em nó thì chỉ nói tiếng Việt, không có nói tiếng Anh Vi trong nhà. Vi có nghe nhạc Việt Nam không? Dạ có. Wow. Dạ có chị. Vi thích nghe loại nhạc nào? Giống nó gọi là Vietnamese pop đó chị. Lại thích cái đó lắm. Rồi cái ca sĩ nào mà Vi thích? Hồi con nhỏ đấy thì em nghe Đăng Hồ. A lot. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay luật sư Vi sẽ gửi đến chúng ta với cái đề tài là bảo lãnh cho cha mẹ, anh em và vợ chồng. Khi mà nói về di trú tại vì luật sư Vi là chuyên môn về di trú, tất cả những cái dịch vụ gì liên quan đến di trú, thì khi mà nói đến di trú thì chúng ta thấy có vấn, chúng ta biết ngay đến bảo lãnh. Và bảo lãnh trong đó nó có rất là nhiều diện. Dạ thưa chị. Mà cái đầu tiên đó là bảo lãnh gia đình phải không Vi? Dạ. Thì Vi có thể cho biết về cái family visa ở trong đó bao gồm như thế nào? Dạ, là bảo lãnh là bảo lãnh gia đình. Khi nào mình bảo lãnh gia đình là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng. Vào với là nó có hai cái, là một cái là mình có thẻ xanh hoặc là mình có quốc tịch Mỹ. Thì khi nào mình có quốc tịch Mỹ đó chị, với là bà con thì người ta nó ưu tiên hơn là mình có thẻ xanh. Thì mình có thẻ xanh thì mình có thể bảo lãnh chỉ là vợ chồng với là con cái thôi, chứ không có bảo lãnh được anh em. Dạ. Tức là thẻ xanh là chỉ có vợ chồng thôi, với là con cái thôi, chứ không có cha mẹ được. Và con thì có trong cái giới hạn là 21 tuổi trở lên là không được không, hay là tuổi nào cũng được? Tuổi nào cũng được, nhưng mà đặc biệt là không được, không có gia đình. Là phải không có gia đình với là đi thẻ xanh được. Nếu mà chỉ có quốc tịch Mỹ đó thì chị có thể bảo lãnh anh chị em hoặc là con bao nhiêu tuổi cũng được hết. Dạ vâng. Dạ. Và khi mà nói tới bảo lãnh cha mẹ vợ chồng thì sẽ có những cái ưu tiên, thí dụ như vợ chồng thì nhanh hơn mà anh em thì lâu hơn phải không Vi? Vi có thể nói về điều này. Dạ, anh em đó chị, giờ bây giờ đó là từ 10 năm tới 12 năm với anh em lẫn chị. Vợ chồng đó thì nó đi nhanh hơn khoảng 2 năm chứ tới 3 năm là vợ chồng đi. Nhưng mà anh em đó là bà con làm ơn bắt đầu làm bây giờ. Để chúng có thời gian chờ đợi phải không Vi? Dạ, đúng, dạ chị. Nhưng mà luật sư Vi nói là chúng ta không cần phải chờ đợi tới có quốc tịch. Tại vì nhiều khi người Việt Nam mình cứ nghĩ là phải chờ có quốc tịch mình mới làm để bảo lãnh. Nhưng mà Vi nghĩ là cho dù mình chưa quốc tịch, có thẻ xanh thôi thì mình cũng nên làm đi, có hồ sơ đi phải không? Hay là như thế nào Vi? Dạ theo ý kiến của em đó, thì khi mà khách em tới đó thì nếu mà mình có thẻ xanh đó thì em cũng nói là bà con là nên làm, tại vì mình giữ trên cái mình chỗ, cái chỗ trong cái line. Rồi khi nào mình có quốc tịch rồi thì mình đổi đi, mình bỏ tốt thêm. Và khi mà cái người đứng ra bảo lãnh á, thì cần phải có trong cái nhà băng á, một cái số tiền nhất định như thế nào? Với người có green card và với người đã có quốc tịch.
Dạ, cái đó là nó gọi nước Mỹ nó gọi là poverty guideline, có nghĩa là trong mạng lưới người ta bà con có thể coi hoặc là tới văn phòng em thì em có thể nói được, nó tùy theo tùy theo trường hợp. Dạ, tùy theo trường hợp, tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người. Đúng rồi. Nếu mình bảo lãnh 2 người thì mình cần ít tiền hơn. Nếu mà mình bảo lãnh 10 người nữa thì mình cần nhiều nhiều tiền hơn. Dạ. Em ví dụ nếu mà bảo lãnh 2 người thì mình cần khoảng 17-18 ngàn chị. Dạ. Cũng không có nhiều lắm phải không dạ, quý không vị? Chị. Dạ vâng. Và với những người thí dụ như đứng ra bảo lãnh mà người đó income cũng không có cao, dạ, thì chị. Có thể có một người nào đó đứng vào trong cái nhà băng đó để có đủ cái số tiền bảo lãnh có được không luật sư? Chị, cái cao đó là rất là hay chị, tại vì người ta hỏi em rất là nhiều. Tại vì nếu mà người ta co-sign đó chị, co-sign. Dạ, co-sign đó là nó đặc biệt là không có cần là mình related, có nghĩa là không phải là mình cần thân nhân, người bạn cũng có được. Thể, dạ chị. Dạ. Thí dụ như Vân Anh bảo lãnh mà Vân Anh không có đủ số tiền ở trong nhà băng thì cũng có thể nhờ một người bạn nào đó vào chung với account của mình và trở thành co-sign. Dạ thưa chị, dạ đúng rồi. Rất là hay. Dạ. Và tới bao lâu khi mà người nhà mình qua rồi thì mình sẽ không cần cái số tiền trong nhà băng nữa, hay là cái số tiền đó vẫn tiếp tục ở trong nhà băng cho tới lúc nào? Dạ thì cái đó đó là người ta chỉ hồi mình file cái giấy tờ mà mình thì người ta mới cần thôi, chứ người ta chỉ không có cần là người ta sợ là you know, bà con mình qua bên này thành cái tránh nợ cái nợ của nước Mỹ thôi. Dạ, cho nên số tiền thì mình có thì có, mình không có nữa thì một qua đây rồi nữa thì sao cũng được. Thưa quý vị, đang theo dõi chương trình Kiến thức tổng quát với luật sư Vi Phạm Hoc, luật sư chuyên về di trú, luật sư có văn phòng tại đường University, đó là 5211 University Avenue, và số phone của văn phòng là 619-997-7493, và chúng tôi cũng có cái số web email cũng như website của luật sư trên màn ảnh để quý vị có thể vào thăm cái website của luật sư. Yeah. Sẽ thấy hết tất cả những cái dịch vụ mà luật sư Vi phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Và thêm nữa đó, thưa quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì? Yeah. Không phải chỉ là bảo lãnh gia đình. Yeah. Mà du học sinh, tất cả những cái dịch vụ gì liên quan đến di trú, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho luật sư Vi, phải không luật sư? Dạ, yeah, yeah, thưa chị. Luật sư Vi, thí dụ như có những ai mà họ có những cái thắc mắc mà thân nhân còn ở Việt Nam thì luật sư có nhân viên ở Việt Nam để giúp không luật sư? Dạ có. Bà con đó nếu mà có cái gì mà có thân nhân thắc mắc ở Việt Nam đó thì gọi em bên này, hoặc là em có thể đưa điện thoại cái văn phòng ở Việt Nam. Yeah. Rồi gọi cho Việt Nam thì dạ, có đông có sao. Văn phòng của luật sư Vi sẽ có một cái dịch vụ tức là consultation, tức là tham khảo hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị đến mà luật sư sẽ spend time, sẽ dành thời gian cho quý vị tham khảo hoàn toàn miễn phí cho quý vị, cứ yên tâm nhé. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn luật sư Vi, và chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hành kỳ sau.